Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn các bạn đó là nhập và mở cái file ảnh nhận tiếp trên phần mềm Google Earth Pro nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây là phần mềm Google Earth Pro nè. Đó. Đây là những file ảnh của mình nè. Bây giờ mở trực tiếp lên luôn nha. Rồi mở lên. Chọn ảnh nè. Rồi mở nè. Rồi sau khi hiện cái này nè, chờ cái này nó hiện lên cho mình nha. Đó, cái này tôi bấm cái này nè. Rít nè. Rồi tôi chọn download cái ảnh nãy của mình nè. Rồi chọn cái đây nha. Rồi tự động nó tạo cho mình một cái file cam giác mà dẫn ảnh cho mình nha. Rồi các bạn thấy không, nhìn nó đẹp ghê không. Đó. Rồi để nó kéo ngang cho bạn coi nè. Đó. Mở lên nè. Đó. Thấy không, con đường xuống nè. Thấy không? Chú ý đường nha. Đó, đường này xuống nè. Rồi mở lại nè, các bạn thấy nè. Đó. Ngọn nhẹ quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.